Hậu le le xin chào mọi người nha. Mấy bữa nay bệnh quá cho nên không có lên livestream được. Bữa giờ nè, bữa giờ Hậu bệnh cho nên là Hậu không có đi xem cái livestream, ủa lộn, live show của chồng Hậu đó mọi người. Bệnh quá trời luôn á. Cái xong mà chồng Hậu vừa hát xong cái Hậu khỏe liền luôn vậy đó. Không hiểu tự dưng cái sao bệnh đột xuất mọi người. Bệnh đột xuất luôn, kỳ ghê luôn á. Trời ơi, trong khi đó là khán giả người ta mua vé VIP 2,5 triệu á, chủ yếu là gặp Hậu đó, mà tự dưng cái hậu vắng mặt, mà trong khi hậu kêu người ta mua vé cho đã vô để được ngồi gần Hậu, mua 2,5 triệu ngồi gần Hậu, cái tự dưng Hậu vắng mặt. Cái xong rồi cái Ngạn Quang kia gì đó thấy Hậu đăng lên á, thấy Hậu le le đăng lên, Hậu nói là người ta đồn hai trợ lý của Hậu yêu nhau, ai rảnh đâu mà đồn vậy má. Trời ơi, hai trợ lý của má có yêu nhau thì kệ tụi nó chứ, tụi nó có sức thì tụi nó yêu, mắc ai đâu mà rảnh mà đồn, đúng không? Cái gì đăng lên á, trời ơi, anh ta đồn hai trợ lý yêu nhau, hai trợ lý của Hậu yêu nhau, nó yêu nhau kệ nó, nó có sức thì nó yêu, nó có tình cảm thì nó yêu, không có ai quan tâm hết trơn á ha. Làm như là hai cái trợ lý đó là nổi tiếng vậy, trời ơi trời, hai thằng trợ lý không biết là ai luôn á má. Nếu như mà không có hai cái ông kia đó, không có cái ông kia thì không có ai mà biết nó là ai luôn á. Cho nên cái chuyện mà nó yêu ai kệ nó, nó có yêu ai hay không thì kệ nó, không có quan trọng, không có liên quan, không có ai đồn hết trơn á má ơi má. Má đăng lên má kêu là trời ơi, đồn hai trợ lý của má yêu nhau, đúng không mọi người? Ai rảnh đâu đi đồn vậy, ai rảnh đâu đi đồn vậy, mà ai quan tâm tới trợ lý vậy trời. Ngay cả bản thân bà Hậu và cái ông Vũ Lê người ta còn không quan tâm nữa thì mắc mớ gì mà người ta quan tâm tới hai cái thằng trợ lý mà vô danh đó vậy mọi người. Ai đâu mà rảnh vậy, ai mà rảnh mà đi đồn đại rồi vậy trời. Bà đăng lên trời ơi, nói vô đúng rồi như vậy đó. Mà sao mà thấy cái dạo này á, giống như kiểu mà tính tình á, giống như kiểu mà sao đâu ha mọi người ha. Còn nói về cái đêm diễn của cái ông Vũ Le thì trời ơi, hát bài hát nào cũng bị sai hết trơn á, hết sai lời thì tới kiểu mà bị lỡ nhịp, rồi bị phô, bị trong trên, bị trên, kiểu mà cái gì á, lạc tâm đúng cái gì mà phô đúng lúc mà lạc tâm đúng chỗ đó mọi người. Mà trong khi đó là nghệ sĩ ưu tú đi hát mấy chục năm mà những cái bài hát rất là quen thuộc, cái bài mà Thương Nhau Lý Tơ Hồng đó mọi người là một cái bài rất là dễ luôn á mọi người. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc đó mọi người, mang theo câu hò gì đó mọi người, dễ ẹt luôn á mà không nhớ. Mà trong khi cái bài đó là ổng quay MV rồi nữa, ổng quay MV rồi mà tự dưng cái hát hả tự dưng cái quên ngang như vậy đó mọi người, không biết làm sao luôn đó. Hay là kiểu mà được khán giả người ta tặng cho cái iPhone 16 mà mừng quá hay sao, rồi không có hát được, giống như không biết luôn, giống như kiểu bị tổ quật hay sao mọi người, tờ kỳ vậy đó. Rồi tới cái bài Cỏ Ú á, tới cái bài Cỏ Ú thì chỉ cảnh nghe nói là cũng bị sai lời luôn á mọi người, nghe nói bị sai lời. Cái tiếp tục mọi người biết tới cái bài gì không? Cái bài Cây Cầu Dừa, cái bài Cây Cầu Dừa cũng sai lời. Chí Cảnh nghe là Ngọc ca sĩ Ngọc Sơn á, đúng không, ổng hát cái câu cuối cùng là cái gì mà lạ lùng, lạ nhìn em sao lạ lùng đó, còn ổng đổi thành là lạnh lùng. Trời ơi, cái gì mà lạnh lùng vậy trời, trời ơi là trời. Chí Cảnh nghe mắc cười ghê luôn mọi người. Chí Cảnh nghe anh Ngọc Sơn anh hát là lạ lùng, vì nhìn em sao lạ lùng nó, còn ổng tự dưng có ổng đổi thành lạnh lùng, rồi ai làm gì đâu mà lạnh lùng vậy trời. Cái gì mà nghệ sĩ ưu tú mới hát ha sai tùm lum hết trơn. Trong khi đó nha, chỉ cảm thấy là fan của bên đó đó mọi người, mấy sợi con đồ này nọ nó nói là cái gì nè mà nó kêu là hát sai là đỡ hơn hát nhiếp. Nó kêu là hát sai là đỡ hơn hát nhép. Mà trong khi đó là một cái sự so sánh rất là khập khiễng, trong khi ông đó là nghệ sĩ ưu tú và giá vé rất là mắc, 2,5 triệu, còn Hồng Loan có 200 mà. Hồng Loan có 200 mà Hồng Loan là người bình thường, Hồng Loan không phải là nghệ sĩ ưu tú.
Cho nên là mình là nghệ sĩ ưu tú mà mình đi so như vậy, mọi người nó kêu là hát hát sai lời, hát lỡ nhịp còn đỡ hơn hát nhiếp. Nó đi lại tự dưng một nghệ sĩ ưu tú, một nghệ sĩ chuyên nghiệp hoạt động sân khấu 30-40 năm mà lại đi so với một người mới có nên đi hát mà không biết được 10 lần không nữa. Trời ơi là trời, cái gì mà so sánh gì kỳ vậy mọi người. Mọi người thấy bên nay Hậu có đẹp không mọi người? Mới cắt tóc, mới cắt cái mái nè mọi người, rồi xong rồi mới đi nói tóc nè. Tại vì bữa hổm á, tự dưng cái ai xúi Hậu á, cái xong rồi Hậu đi hên, Hậu đi hớt á mọi người. Hậu đi hớt về cái ai cũng kêu Hậu bằng bà ngoại chứ nó, tại vì quá già. Cho nên là hả, bây giờ cái tự dưng cái, ờ trời mà rảnh thiệt ha, tự dưng cái tóc dài cái cắt thành tóc ngắn cái xong rồi nói tóc. Trời ơi, nó làm như dư tiền quá mọi người. Với đó, mọi người có thấy là Hậu bữa nay đẹp không? Một cái nét đẹp, trời ơi. Một cái nét đẹp tự nhiên nha. Tôi là đẹp tự nhiên nha, tôi không có làm gì hết trơn nha mọi người. Tôi không có tiêm môi, tiêm gì hết trơn, tôi không có sửa sang gì hết trơn. Tôi là đẹp tự nhiên nè mọi người, thấy không? Thấy bữa nay đẹp không? Trời ơi, cái này nó hơi ấy nha. Nó hơi hổng hải kỳ, hơi bị ấy. Cho nên là mấy người, mọi người ơi, trong 2-3 bữa nay thì mọi người thấy là Chí Cảnh không có lên live stream đúng không? Chí Cảnh đã vắng bóng trên mạng xã hội 2-3 bữa rồi, là mọi người có biết lý do tại sao không? Là tại vì á, cái con Cindy Kim á, nó nói là nó có quen với ông chú làm trong viện kiểm sát, cho nên là nó kêu Chí Cảnh là không có được ở trong cái drama nữa. Nói chung là ép Chí Cảnh đó mọi người, dựa vào cái sự mà quen biết dữ dội đó, rồi xong ép Chí Cảnh là phải rời drama đó. Cho nên là Chí Cảnh giống như kiểu hai bữa nay cái Chí Cảnh bị một cái ông chú nào đó gọi điện kêu Chí Cảnh là phải rời drama. Ổng kêu là ổng là chú của Sony Kim, ổng kêu là ổng là chú của Sunny Kim và bắt Chí Cảnh là phải rời drama đó mọi người. Cho nên hai bữa nay đâu có thể lên live stream nữa, hai bữa nay không có lên live stream nữa mọi người. Vắng mà vắng hai bữa buồn lắm mọi người, buồn dễ sợ luôn á. Cho nên là qua giờ mọi người có trông chờ Chí Cảnh không? Mọi người có trông chờ Chí Cảnh không mọi người? Chứ trời ơi buồn thiệt luôn á, tự dưng cái hả Sunny Kim không cho Chí Cảnh live stream, dựa vào cái mối quan hệ có ông chú làm ở viện kiểm sát gì đó, rồi xong mà hả kêu Chí Cảnh là không có được live stream, không có được live stream nữa, không có được ở trong drama nữa. Thôi sợ, dễ sợ chưa, dễ sợ quá bé Sunny Kim. Thêm nữa là bé Cindy Kim nói á, là cô Nguyễn Vân Hằng á, đeo hộp sòn giả. Cái chiếc nhẫn của cô Nguyễn Vân Hằng á, 45 carat á, là giả. Trời ơi là trời, má ai má, má Cindy Kim, má Cindy Kim. Người ta đã đưa ra cái giấy kiểm định mà má còn lơ, má ngồi má phân tích nữa. Má tính giống như cái thám tử cao hả má Cindy Kim. Định giống thử thám tử cao mà bày đặt lên cái xôi cái này xôi cái kia, đồ mắc cười quá trời ha. Trời ơi là trời. Nói nghe là Sunny Kim ơi, một mình fan Chí Cảnh mà Sunny Kim đã bị stress rồi đó, bị áp lực rồi đó, mà đụng tới cô Nguyễn Phương Hằng đi, bả chỉ cần bả lên bả nói cái Sunny Kim nói bả đeo hộp về hồng họ hộp sòn giả một cái đi he, rồi lúc đó người thấy cái cảnh nha Sunny Kim. Cho nên là trời ơi là trời, Chí Cảnh là kiểu mà vô danh đó mọi người. Chí Cảnh là không có nổi tiếng đó, là vô danh đó. Mà Chí Cảnh gọi tên Sunny Kim mà Sunny Kim còn lao đao lận đận nữa. Mà nghĩ sao mà Sunny Kim đi ấy, đi gọi tên cô Nguyễn Phương Hằng đó. Cô Nguyễn Phương Hằng đeo hộp sọn giả mà người ta đã đưa ra cái đó rồi mà còn kêu giả cái gì nữa chứ hả bà Sunny Kim. Rồi Sunny Kim còn kêu á làm cái ông mà thần y á, võ hoàng y á, kêu ổng á hả đi chữa bệnh lại đi à, đừng có sợ đi chữa bệnh lại đi. Trời ơi, nói nghe là Sunny Kim, cái ông võ hoàng y á là một cái ông thần y mà ổng chữa bệnh nó rất là phản khoa học. Ổng có hai cái tuyệt chiêu là kiểu mà ổng làm cái gì đó mọi người, ổng nắng như này, ổng nắng rồi ổng dặn rồi ổng bấm cái gì đó mọi người. Đó, cái từ một người hả kiểu mà hồi nhỏ lớn không biết nói chuyện, cái tự dân cái ổng nắng cái xong mà nói chuyện vanh vách như vậy. Trong khi mọi người cũng biết rồi đó, không có cái gì mà nó thần thánh đến cái mức độ đó hết trơn á. Ví dụ như á, mọi người có biết là
mình cần phải ít nhất là 3 năm đầu đời để mình học nói, đúng không? Tại vì cái chuyện nói là mọi người, ví dụ như hồi còn nhỏ thì mình phải học nói từ từ, chứ không có cái chuyện mà tự dưng cái không có biết nói, cái tự dưng nói được là không được, cái đó là không phải là người nữa, cái đó là cái gì rồi, cái đó là kiểu mà thần thánh cái gì rồi nha. Mà ổng á, người ta đang không biết nói, cái ổng băm 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 trong giọng hả, 1 phút 30 giây cái nói vanh vách như vậy, làm sao mà có, đúng không mọi người? Chúng ta cần phải ít nhất khoảng 3 năm đầu đời để chúng ta học nói, và để học nói thì chúng ta phải nghe. Còn những cái trường hợp của ổng á hả, là người ta bị kiểu mà người ta không có nghe được, mà người ta không có nói được nữa mọi người, thì làm sao mà có cái chuyện mà ổng thông mạch cái kiểu gì mà trong vòng 1 phút 30 giây là nói được, nghe được, làm sao có cái chuyện đó mà ổng làm được. Rồi những người mà bị kiểu mà bị bệnh đi không có được đó mọi người, bị đi không được đó, ổng lợi cái ổng bóp cái xong rồi cái bắt đầu đi được, giỏi đứng lên đi được luôn, trời ơi hay thiệt luôn đó. Trời, nhiều khi tôi tưởng đó ổng võ Hoàng Yên á, ổng là tài thiên đại thánh đó mọi người, kiểu mà 72 phép thần thông đó, 72 phép thần thông đó, hay quá. Cho nên là với một cái ông thần y mà chữa bệnh mà phản khoa học như vậy, mà Sunny Kim kêu là ổng mới cứ đi chữa bệnh đi, đừng có sợ cô Nguyễn Vân Hằng đồ này nọ đồ, nó nghe là Sunny Kim hôm ấy mình nói với mẹ của mình, nói với con của mình á, hỏi ổng ở đâu á, đi tới cho ổng chữa bệnh đi Sunny Kim đó, cho ổng tới ổng nắng nó bé, ổng nắng rồi ổng bóp ổng làm này làm kia đó, trừ khi nào mà hai mẹ con cưng á, mẹ cưng với con cưng đó mà khỏe mạnh được có thể người khác người ta mới tin. Trời ơi, tự dưng kêu ổng đi chữa bệnh lại đó, đi đó bây giờ nè, nó nghe nè đó, cưng xin địa chỉ ổng đi coi ổng tu ở chùa nào đó, cái xong rồi cưng nói với mẹ cưng với con cưng á đó, hai người đi tới đó đi cưng, đi tới đó đi cho ổng làm đi cưng. Nhiều khi mà đang khỏe mạnh đó, ổng làm xong rồi về cái hả mà anh nói không được, đi không được luôn đó nghe, bé nha, bé Sunny Kim nha, bớt cái miệng mình lại. Còn nói tới cái câu chuyện mà học soạn giả rồi này nọ, trời ơi là trời, nói nghe nè, có rất là nhiều người nói là sao Nguyễn Phương Hằng không có đưa cái đó cho đưa chiếc nhẫn đó cho Mặt trận Tổ quốc luôn mà phải bán. Trời ơi, của cô thì cô muốn làm gì cô làm chứ hả, ở đâu mà ý kiến ý cò rồi vậy trời, thì của cô đó cô, tôi bây giờ tôi bán ra, ai có tiền, ai có tiền thì có 1.000 tỷ thì mua thì tôi đưa 1.000 tỷ đó vô, còn không có thì thôi, làm gì mà phải yêu cầu cô là phải đưa cái đó cho Mặt trận rồi đó. Có cái bà nó lên phân tích nó, trời ơi, thời buổi bây giờ kinh tế khó khăn quá, ai làm gì có 1.000 tỷ, không có 1.000 tỷ thì thôi. Cho nên là cái chuyện á, tôi nói mới nghe nè, về trước 1.000 tỷ đó thì ít nhất cô, gia đình cô Nguyễn Phương Hằng cũng đã hình như là gửi 25 tỷ đúng không ta, 25 tỷ hay 35 tỷ gì đó chứ cả không nhớ. Hình như mới đầu là 5 tỷ rồi 10 tỷ, hình như là 25 tỷ đúng không? Thì mọi người có biết là 25 tỷ đó, thứ nhất đó là có người ở cả đời không có bao giờ nhìn thấy 1 tỷ nè. Thôi nói chiên tỷ, 100 triệu đi. Nói chung là có những người mà kiểu mà thu nhập thấp đó, mọi người nghèo đồ này nọ đó, chưa một trong đời chưa bao giờ mà cầm trong tay 100 triệu. Còn đừng có nói tới cái tiền tỷ, còn với 25 tỷ đó có thể mua được khoảng, Chí Cảnh nghĩ rằng chắc cũng khoảng 2-3 căn nhà đó là ít đó. Tại vì bây giờ là bất động sản đang đóng băng đúng không? 25 tỷ là mua được. Tới thiệt chứ ở dưới quê mua được 10 căn, không phải ở dưới quê nha, có nghĩa là ở huyện rồi đó, ở tỉnh đó nha, ở tỉnh đó chứ không phải thành phố nha, là mua được 10 căn, hơn 10 căn. Thì 25 tỷ đó thay vì cô Nguyễn Vân Hằng ta để người ta mua cho cao con người ta, hay là người ta để người ta hưởng thụ người ta ăn đồ này nọ đồ đi đúng không mọi người, thì cô Nguyễn Vân Hằng cũng đã góp cho Mặt trận Tổ quốc 25 tỷ là một số tiền rất là khủng khiếp. Trời ơi, có nhiều người sao không có công nhận cái sự mà đóng góp của cô Nguyễn Phương Hằng mọi người, sao kỳ vậy ta? 25 tỷ đã mua được biết bao nhiêu căn nhà đó mọi người. Đó, ví dụ như bây giờ cô mà cô không góp, đúng không? Cô không góp thì cô 25 tỷ đó cô mua hả được mấy căn nhà cho con cô luôn. Đúng không mọi người? Mà bây giờ là cô góp như vậy mà không có ấy, mà còn nói cô thế này thế kia rồi. Tôi nói nghe nè, có nghệ sĩ nào mà dám bỏ 25 tỷ chưa? Có nghệ sĩ nào dám bỏ 25 tỷ để đi làm từ thiện giống như cô Nguyễn Phương Hằng chưa? Đó, tôi cưng.
Rồi kinh tôi á là có nghệ sĩ nào bỏ 25 tỷ chưa? Nói chung là hồi trước á, khi mà cô Nguyễn Phương Hằng lên tiếng thì nghệ sĩ cũng có đi làm từ thiện, nhưng mà đa phần là quyên góp. Trước khi cô Nguyễn Phương Hằng lên tiếng nha, thì nghệ sĩ cũng có đi làm từ thiện, nhưng mà đa phần là quyên góp, kêu gọi quyên góp. Và sau khi cô Nguyễn Phương Hằng lên tiếng thì bây giờ nghệ sĩ hầu như không ai đi hết trơn. Nghệ sĩ bây giờ không ai đi hết trơn á, tại vì bây giờ đâu dám kêu gọi quyên góp về thế này thế kia, cho nên đâu dám kêu gọi, không thấy ai đi nữa. Chứ ngày xưa là trời ơi, nhà nhà đi ha, trời ơi, ai cũng đi hết trơn, ai cũng từ thiện hết trơn á. Kể từ khi cô Nguyễn Phương Hằng lên tiếng cái sao không thấy nghệ sĩ nào đi hết trơn á, cũng có mà ít thì sao, tôi không thấy ai, không thấy ai đi, cũng có người đi đúng không, nhưng mà ít, nói chung là cũng ít. Mà người ta đi thì nói chung là những người bây giờ đi phải không, là bỏ tiền túi. Những người bây giờ đi là bỏ tiền túi đi, còn những người nào mà không có bỏ tiền túi thì thôi ở nhà luôn, không có thấy đi nữa. Chứ ngày xưa rất là siêng nha, ngày xưa rất là siêng năng, ngày xưa rất là siêng năng, rất là thích đi nha đó. Nhưng bây giờ thì không ai đi hết. Bây giờ nói chung không phải không ai đi mà ít đi, ít người đi đúng không, mọi người không còn xông xáo giống như ngày xưa. Bây giờ thì ai kiểu mà cũng cũng có gửi vô, nói chung nghệ sĩ thì cũng có gửi tiền, cũng có người người này người kia nha. Nghệ sĩ thì cũng có người tốt người không tốt, thì cũng có người khi mà thấy như vậy thì cũng có gửi tiền cho giúp đỡ thì cũng ok. Nhưng mà cái vấn đề chị Cảnh nói là nó không còn giống như xưa. Ngày xưa là rất là siêng, thì không biết là sao ngày xưa siêng mà giờ hết siêng. Người ta ngày xưa thấy đi dữ lắm nha, xông pha đồ dữ lắm, nhất là bà Tiên đồ đó, bà Tiên bà ơ rồi đó, bà Tiên bây giờ không thấy bà Tiên đi nữa nha mọi người. Bà Tiên ngày xưa là kiểu mà lội sông lội suối lội đồi đó, ăn mì gói rồi đó, bây giờ thì không thấy bà Tiên đi nữa. Có nghĩa là chắc là bà Tiên bây giờ bà Tiên mệt rồi, bà Tiên bây giờ bà Tiên mệt rồi, hay là bà Tiên bây giờ bà Tiên kêu gọi không được nữa cho nên bà Tiên không đi thì không biết nha. Cho nên là nói chung dù cha có ghét cô Nguyễn Phương Hằng đi chăng nữa, nhưng mà phải công nhận rằng cô Nguyễn Phương Hằng là một người rất là rộng rãi, rất là rộng rãi, và cô Nguyễn Phương Hằng là một người rất là thương người nghèo. Cho nên khi mà cô bỏ tiền cô đi làm từ thiện cô không có tiếc. Và đặc biệt cô là một người bỏ với một cái số tiền rất là lớn, cực kỳ lớn luôn, nhưng mà gần như truyền thông á, rất là lơ là, truyền thông không có kiểu ưu ái cho cô. Còn nghệ sĩ á, nói chung là ví dụ như bỏ 1 tỷ một cái là trời ơi hả, cả chục trang báo đăng. Ví dụ như nghệ sĩ nha, bỏ 1 tỷ đi làm một cái cả trăm cả chục tờ báo đăng lua lên trang nhất. Còn cô Nguyễn Phương Hằng á, bỏ 25 tỷ không thấy ai đăng hết trơn, không biết sao kỳ sao, sao sao kiểu mà giống như kiểu ha, thấy cũng ít, cũng có người đăng mà ít, mọi người không không thấy công bằng. Trong khi nghệ sĩ hả bỏ không bằng một phần của cô nữa mà hả, trời ơi quá trời đăng thế này, đăng sao tốt sao diệt đồ ha, tốt sao diệt đồ này nọ đồ, giống như bà Le Le đó mọi người, bữa hổng gửi tiền đó cũng được trong tốt sao việc đi làm từ thiện, mà mặc dù bà không phải là nghệ sĩ, bà không phải là sao gì chân, bà cũng nằm trong tốt nữa. Còn cô Nguyễn Vân Hằng thì bỏ một cái số tiền rất là lớn luôn, như vậy đó 25 tỷ rất là nhiều luôn, nhưng mà chỉ cảm thấy là báo chí gần như cũng hơi lơ là, không có ai đăng gì nhiều chứ mọi người, cũng chỉ có một vài người đăng thôi. Nói chung thấy cũng tội nghiệp cô. À, mọi người ơi, Chí Cảnh đang sắp đạt được 75.000 người đăng ký rồi, cho nên là ai mà chưa mà đăng ký kênh đó thì đăng ký ủng hộ Chí Cảnh nha. Chí Cảnh sắp đạt được 75.000 người rồi, mọi người nhớ đăng ký ủng hộ Chí Cảnh nha. Hai bữa nay không có ra clip cho nên là mọi người hãy gắn like và comment giùm Chí Cảnh nha mọi người.